mẹ xuống với con và nắm tay nữa, nắm tay. Hai chục triệu. Hai chục triệu. Thì con sắp. Chắc là nói 19 triệu có đồng ý không ạ? Thôi. Mày chắc chắn là 20 triệu. Chắc chắn là 20 triệu. Chắc chắn là 20 triệu. Bạn định sử dụng 20 triệu để làm gì ạ? Cái chuyện bí mật của em. Dạ. Chuyện bí mật ạ? Dạ. Một lớp lớp cho anh Cường. Ây ạ. Giống gái mẹ đó kìa, mua laptop cho anh Cường. Thế anh kia nó thích laptop không? Em nghĩ đó. Bởi vì thực sự tôi thấy bạn là người rất cá tính và rất thẳng thắn. Cần 20 triệu để mua laptop cho người mà đang dự kiến sẽ là người yêu của bạn. Bạn có thích anh Cường không? Dạ, chút chút. Anh Cường có việc gì hấp dẫn? Bí mật của em. Đang của bạn là gì? Nhóc anh Cường. Anh Cường phải đứng lên một lần nữa không ạ? Nó giống cái mẹ nó quá à, che là mê trai. Tôi thấy là có khá nhiều ánh mắt từ các bạn nữ đến từ anh Cường đang gọi là góc vào lưng bạn. Không và sao, có anh Cường nói vậy. Bạn thực sự là người không chỉ cá tính mà còn rất hài hước nữa. Và biết đâu đấy sau năm chúng tôi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các chương trình trò chơi của mình thì lại gặp hai bạn đi với nhau không ạ, ở trong cùng một đội và giới thiệu là đây là anh Cường người yêu của tôi. Em hy vọng. Hy vọng thế ạ? Dạ. Và có khi sẽ ông xã luôn. Cái đó đem hỏi mẹ em. Thưa quý vị, là hy vọng là bác sẽ ủng hộ cho là bác sẽ ủng hộ cho. Và tôi thì con cười á, con cười rồi. Cảm ơn em. Theo bạn thì nếu như mà tặng cho anh cái laptop thì anh chỉ có thích bạn đâu? Cái đó chuyện của anh. Mấy chuyện của anh. Anh có yêu cô ấy không? Yêu luôn anh. Cảm ơn em. Nói là yêu luôn. Xem ra mục tiêu của bạn bây giờ là chỉ có 20 triệu ở trong đầu thôi. 30 tiền chúng ta cũng là vô nghĩa không ạ? Dạ đúng rồi. Tôi chỉ định ban đầu tôi định đưa lên khoảng 7-8 triệu. Bây giờ bạn từ tốn mất rồi. Dạ. Chắc chắn bạn sẽ không nhận tiền. Dạ. Chúc bạn cho hôm nay sẽ làm được.